video clip với cả nhà thì không có nhà của mình thường xuyên, tại vì vô mùa hè rồi cho nên ổng đi làm suốt à. Hôm nay cái ổng cũ nguyên gia đình của mình, mẹ con mình đi thuyền nè cả nhà. Mình thì mình làm biến đi lắm, nhưng mà ổng nói là hôm nay khách quen, với lại thêm cái nữa là có ít khách á, cho nên là đi cho biết. Tại mấy lần trước đi thì cái trời nó cũng còn gió. Hôm nay tháng 8 rồi cho nên là trời nó nóng rồi, cho nên là bây giờ nên đi ra ngoài biển để cho biết. Cái khu này là cả nhà, là mình nói với cả nhà lần trước á, là đi ra đây hay gặp cảnh sát á. Đó, cho nên là nếu mà cả nhà mà đi trễ là cả nhà phải để xe ở ngoài rồi đi bộ vô, cho nên thường là phải đi sớm cả nhà. Hôm nay thì gia đình của mình đi bằng cái xe này. Cả nhà nhìn cái xe này giống như cái xe tút tút ở bên Thái Lan cả nhà ha. Đó. Xe này đúng là tên gọi là xe tút tút luôn cả nhà, xe tút tút ở bên Bồ Đào Nha cả nhà, ngộ ghê không? Đó, nhưng mà nhìn nó xịn cả nhà ha. Xe chở được có 5-6 người cả nhà. Chúc lovers, oh my gosh, I die. See, you see? Thanh niên cố chấp không chịu lên xe rồi đi bộ tập thể dục, là cả nhà đã quay cả nhà cùng xem nha. Anh nhà của mình là anh đòi đi bộ tập thể dục, anh dắt luôn con mèo với thằng nhóc con của bạn mình đó đi bộ rồi cả nhà, kêu lên xe mà còn máy bay nó không muốn lên nữa cả nhà đó. Ngồi nó chở ngồi xuống đây, ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Ok, ôi đeo rồi, ôi đeo rồi. Thôi mày ngồi dưới giữa đi, phải ngồi dưới giữa đi, ngồi dưới giữa. Bây giờ nhà của mình vừa đến chỗ Arabida luôn cả nhà, là bắt đầu chuẩn bị đi thuyền đi ra. Thì hôm nay là tại vì ngày thứ ba cả nhà, ngày thường cho nên là không có đông quá khách, chứ thường thứ bảy chủ nhật là coi như là xe là nó ngừng kín mít luôn cả nhà, không có chỗ luôn. Hôm nay là trời nắng đẹp cho nên là biển cũng rất là đẹp luôn, chứ không có giống như những ngày trước mình quay là sương mù không à, không có đẹp. À, hôm nay là có ba khách này là đến từ Anh, cho nên là anh nhà của mình ngủ luôn, mình với gia đình của bạn mình đi, gia đình của bạn mình là cũng một dạng mê biển cả nhà, cho nên là nghe là có chỗ trống là đi à. Tại thường một chiếc thuyền như vậy là đi là tầm 6, 8, 10 người cả nhà, tùy theo thuyền nhỏ hoặc thuyền lớn nữa. Mình đi đâu đó con, cái đầu châm bơm luôn bà con chú ơi. Hôm nay là ngủ hai mẹ con đi làm chung với ba ba luôn. Để hôm nay con mình coi coi có gặp cá heo cả nhà, tại lần trước mình đi thì có gặp cá heo rồi đó. Để lần này coi như thế nào. Cạn cái là mình đó là ôm con nhóc một tay quay phim nữa cho nên không quay được rõ đâu cả nhà. Cả nhà thấy không, cả nhà ở bên đây á, cả nhà thấy người ta đi thuyền ra, họ ta đi kiểu khai thác thuyền cả nhà. Ở bên đây họ du lịch kiểu giống như mấy bộ phim mình coi cả nhà, phim cá mập á. Mình đi ra đây cái mình nhớ tới mấy bộ phim cá mập. Bận đồ bikini nè, xong người ta đi thuyền ra giữa biển cho đó, xong cái nãy tôi ta bơi. Mình coi cái mình nhớ lại mấy bộ phim mà mình coi, phim cá mập hoặc là phim mấy cái con vật ở dưới biển nó tấn công gì đó cả nhà. Tại vì đi cái buổi chiều cả nhà, 2 giờ chiều cho nên là nắng gắt mà còn gió lớn cả nhà. Cái này là mình đang bệnh, cái này đi về là chắc là coi như là nằm luôn rồi, mà cái này là ham vui nè đó, mà ông này cũng ngủ nên là cũng ham rồi đi nè cả nhà. Ông bà cô chú coi mặt mèo con là khoái lắm đó, tại mấy lần trước đi nhỏ xíu à đó, nên là lần này đi là nhìn thấy biển này nọ đâu chịu ngủ đâu bà cô chú ơi. Nó mà mình sợ là về là hai mẹ con là lặt xê luôn, bệnh luôn, mà ông nhà mình là một hai là ngủ hai mẹ con đi. Tại mùa hè cả nhà, cái ông ngủ là hai mẹ con đi làm chung với ông, trời nắng muốn chết luôn mà ngủ đi. Cả nhà ơi, cả nhà có thấy cá heo không cả nhà? Đó, nó mới nhảy lên rồi cả nhà. Tụi mình thì mình ngồi ở trên cái chỗ lái thuyền của mình, không có đi ra được, là mình ôm mèo con có cả nhà. Gió nữa, nắng nữa cho nên là mình không có đi quay rõ cho cả nhà cùng xem được. Đây, chạy vòng vòng trên cá heo cả nhà ơi.
Đây là một chiếc em bé mới có 10 tháng tuổi mà đi đi thuyền từ lúc mà còn nhỏ xíu, mà mấy tháng tuổi, giờ 10 tháng tuổi là đi làm với ba luôn rồi cả nhà ơi. Cũng may á, là mèo nó cũng không có bị say sóng hoặc say thuyền cho nên là cũng đỡ. Chỉ có cái hôm nay là thời tiết quá nắng cả nhà, cho nên là gió, cho nên mình sợ bé bệnh thôi, cho nên là mình phải coi bé. Trời ơi, đứng còn nhúng nhúng rồi, trời ơi trời. Thôi cho con ngồi thiền cả ngày luôn nha. Nha. Đây ngồi biển đi thiền đây. Chưa được một tuổi nữa mà đi thiền đi quá trời đi à. Nó sức kìa. Uống là phải ăn chứ không có gì ăn đau bụng lắm. Bờ biển ở Aravida là cả nhà rất là đẹp luôn, rất nhiều du khách đến, thậm chí là mấy con heo rừng ở cả nhà mà nó còn đi xuống đây nó tắm biển cả nhà mùa hè, tại vì du khách người ta cho ăn cả nhà, cho nên xuống đây nó ăn rồi nó tắm biển luôn cả nhà. Bãi biển rất là đẹp luôn, nhưng mà đi thuyền thì cả nhà sẽ được cái lợi thế là mình có thể chọn bãi biển mình thích, dù mình đi những bãi biển vắng ở cả nhà để mình thư giãn. Hôm nay cũng muốn chơi hả? Thầy còn muốn chơi hả? Thầy muốn chơi nữa hả? Thầy muốn chơi nữa. Đây là bãi biển thứ hai là mình đi ngang này cả nhà, ở đây rất là đông du khách luôn. Tuy nhiên thì gia đình của mình đi kiếm cái bờ biển nào mà nó vắng một tí xíu để thư giãn cả nhà. Tại vì mình quay video của mình một tay mình bế mèo, một tay mình quay nên không có quay được chọn cho cả nhà xem. Đây là cả nhà, bây giờ gia đình của mình đến cái bãi biển này, cả nhà thấy không? Đâu có ai đâu. Đó cho nên là đi thuyền thì cả nhà đi đến mấy bãi biển như vậy nè, cả nhà có thể gọi là riêng tư chút đó, mình không có ngại cả nhà. Đó, bây giờ gia đình của mình sẽ tấp cái thuyền vô trong đây rồi sau đó đi xuống rồi tắm biển cả nhà. Nước ở đây thì khá là đẹp luôn. Mình nói nhầm, biển ở đây thì rất là đẹp luôn, tuy nhiên là hơi lạnh cả nhà. Hôm nay đi đến một cái bãi cát khác. Nước đây trong ghê luôn. Bởi vì làm cái ngầm này cả nhà, ngoài biển không ở đây mà đi mỗi ngày chắc cái mặt giống như là thành sô cô la luôn cả nhà. Nó thành than luôn á. Hôm nay trời nắng nóng quá sức nóng luôn, cho nên là biển rất là đẹp luôn, nhưng mà nóng lắm cả nhà ơi. Cái này mà đi khát nước lắm, mình uống nước mình sợ đi lên đây không có nhà vệ sinh cho nên là không dám uống nước nhiều. Bây giờ là cặp cái thuyền đi vô trong đây xong rồi cả nhà ngồi đây chơi tí xíu đó, thư giãn. Đến đây nè con ơi. Ôi, nước lạnh lắm luôn cả nhà ơi. Đây nước kia khoái lắm nha, tắm rồi đó. Phải thử bỏ con mèo cái chân xuống một tí rồi phải. Đừng bỏ nhiều nha. Ủa đi bơi giỏi lắm mà ta, sao vậy ta? Bữa nay đi qua bên đây quên mang theo cái dù cả nhà, cho nên là nắng lắm không có ngồi trên được, đã không có cây cả nhà, cho nên là đi lên thuyền ngồi cho mèo nó ăn dặm luôn cả nhà. Lạnh không? Không không. Nó lạnh hả? Nhưng mà có quần cái tuột. Ông bà cô chú thấy con không, mới có 10 tháng tuổi mà con phải đi làm với ba con để kiếm tiền nè ông bà cô chú ơi. Bây giờ là gia đình của mình dừng ở đây chắc chơi tầm tiếng 2 tiếng gì cả nhà. Đó, em mình là lần đầu tiên nó chịu nó bơi ở đây tại nước mình thấy lạnh, nhưng mà xuống tắm hồi thì nó nói là ấm cả nhà. Mình thì thôi mình không dám xuống, mình coi mèo lại sợ bệnh lắm cả nhà ơi. Ở bên đây thì nước nó trong đẹp thiệt, nhưng mà tiếc cái là nó bị lạnh cả nhà, nó không được như Việt Nam mình. Việt Nam mình nước ấm, nói chung là đã hơn bên này.
Lạnh không? Áo máy chỉ nè, em ơi nó chỉ à, à, thấy chúng ta nhỏ xíu nó chỉ thấy không, cậu đó thấy không, ừ, cậu đó. Trai mình nó ngồi nó nói là giờ nó không muốn đi thuyền gì đó, nó muốn đi lặn rồi cả nhà, tại đi lặn đã lắm, tại nước trong á, hoặc là cả nhà đi ở đây cả nhà đeo theo cái mắt kính đó cả nhà, cái mình lặn xuống cái mình bơi mình nhìn ở dưới nước rất là đẹp luôn. Ai mà ở Bồ Đào Nha hoặc là có ý định đi qua Bồ Đào Nha du lịch thì có thể đi thuyền cùng với gia đình của mình, như vậy là cả nhà có một trải nghiệm mới luôn đó. Bây giờ gia đình của mình đi về cả nhà, gần cái chỗ mà đi lên đó là có rất là nhiều cá đây luôn. Tại bây giờ cũng gần 6 giờ chiều rồi cả nhà, cho nên là trời nó cũng bắt đầu là hơi se se xuống rồi, ngoài biển gió rồi, cho nên là đi về. Con mệt không con hả? Hôm nay con thành cục than luôn rồi bà ngoại ơi. Hôm nay chị mới đi thành cục than luôn rồi, thành sô-cô-la sữa luôn rồi bà ngoại ơi. Đấy. Bây giờ là gần 6 giờ chiều rồi cả nhà. Giờ đang đi ra cái xe để đi về. Vậy là kết thúc một chuyến đi, kết thúc một ngày làm việc cùng với gia đình của mình rồi cả nhà. Thì ở Bồ Đào Nha thì gia đình của mình có làm về du lịch như vậy đó. Thì nếu mà ai mà đi đến Bồ Đào Nha mà muốn trải nghiệm mới như vậy cả nhà, hoặc đi đến những bãi biển giống như là nó riêng tư một tí xíu á, thì cả nhà có thể liên hệ với gia đình của mình, thì anh nhà của mình sẽ đưa cả nhà đi đến những cái bãi biển đó. Anh nhà của mình đó là anh yêu biển lắm, cho nên là anh biết những cái bãi biển rất là đẹp luôn. À, thì nếu mà người Việt Nam mình á, thì mình luôn nói với anh nhà mình là có giá ưu đãi cả nhà, chứ không có lấy giống như là lấy với khách nước ngoài. Gia đình của mình thì vào mùa hè này thì thường là rất là đông khách luôn, ngày Chủ nhật, cái ngày thứ bảy là coi như là không có thời gian luôn á cả nhà. Cho nên là nếu mà cả nhà đi đến đây thì cả nhà có thể liên hệ đặt trước để gia đình của mình sắp xếp. Cảm ơn cả nhà đã xem clip của gia đình của mình.